Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm, những tác phẩm thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Mình mong rằng các bạn xem video của mình thì hãy cho mình xin những lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình không biết nói gì hơn, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hello, xin chào anh em nhé. Hôm nay mình sẽ bắt đầu tô màu. Chào anh em. Nói khác tiếng. Anh em này, anh em thích chó. Mặt ông kia máy nhìn cái chó. Chó anh bị bướng đấy. Bướng lắm. Nhưng ai sẽ là trùm xác ở bên. Đi nói thì tao làm ông trùm của nó rồi. Nèo. Mẹ mày. Đi solo vi phai không? Đi cùng mày. Đỡ tắt đi rồi mới tắt. Hello anh em nha. Hôm nay mình sẽ cầm bỏ gỗ lên này. Chưa ấn còn đòi hello anh em. Hello các bạn nha, hello các bạn nha. Mình sẽ đi ngẫn đi các bạn ơi. Đi cắt cái này các bạn nha. Thằng ngẫn. Mày qua mấy cái video này của mày nói là không phải edit mặt tao. Không thì thằng nào kháng nó xịt mẹ. Nhưng mà kênh anh khá ảo nhỉ. Nếu lại được mẹ. Cái anh kia nói giọng ngọt ngọt cái gì kia mà nếu được. Chị chết và ngọt. Cô ơi, vội quá hổ quá. Béo. Tù. Tù, mấy đường thôi, mấy đường thôi. Đừng ở đây, đừng ở đây, đừng cấp. Tại sao hai lơ thì thôi được rồi này. Ai cần sạc đâu, một lúc nữa sạc. Còn người cần đi sạc luôn. Sạc đi bao giờ đủ ấy. Thì đi mang đây. Giờ đủ đi mang đây. Bài toán tử chiến đi. Bài toán ra á. Ừ. Đẹp nạn của chị Phạm. Không có vấn đề, học quá nghiêm trọng. Chứ các thứ rồi. Chứ là can thiệp á, đùa. Chứ lại tạo ra một tác phẩm kịch tác. Từ dưới đến trên gì rồi? Hiện tại. Kết. Mới lên là từ tối qua. Sao nào mà nó chơi cái đoạn cuối cùng gã bằng kia gã anh? Đấy. Tại tỉ thí mình tản bọt. Phải đánh danh ấy cơ. Giờ tất linh thách đấu hết rồi. Ý là tỉ thí nó lên thách đấu ấy. Ừ. Nghe tao chủ gia đi nè. Ôi, con chim mỏ dài vừa mới làm xong vừa nãy, bây giờ ra con này ra. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm, những tác phẩm thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Mình mong rằng các bạn xem video của mình thì hãy cho mình xin những lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình không biết nói gì hơn, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hôm nay mình sẽ bắt đầu vào cái video tôi mở các bạn nha. 20 trang nữa là lên rồi.
6 giờ. 6 giờ là mấy tiếng? 4. Ô 4 tiếng gì nữa? Ừ. Sao đến 2 tiếng sao lại nhiều đi? Sao làm từ 7 rưỡi mà vừa đó anh Sơn rồi chơi với anh Sơn rồi. Thôi thì có giữ rồi mới lại thấy mẹ bảo làm cố lên. Lại đi vào làm. Cố với phột. Để trả nợ. Trả phột. Tức là thằng Đạt đang hụt chơi chiều chiều. Tự nhiên có thằng ngủ trẻ trẻ của bà. Mà bụng ngồi vào đây mẹ được. Lại mất mấy triệu. Tắt một cái. Tưởng sạch nộn mẹ. Chục triệu. Nhà mày lại còn lắm. Không biết là mẹ chuẩn bị xong chưa. Đúng lúc đây tìm cái là mẹ đi ra luôn. Mẹ nhà mày lại còn ấy nữa. Mày lại còn tất đỡ đi học nữa. Đỡ gì nào nổi. Đi học gì? Đi học ư? Hôm nay á? Không, nhà mày tất đỡ đi học ư? Tiền gì? Tiền nhiều tiền. Mọt non nó nhiều hơn cả ấy rồi. Con kia là cấp 2 mày cấp 3. Cấp 2 giờ nhiều tiền lắm. Nó còn chương trình mới kiểu nữa. Gần cấp 3 là đi phải thả bằng nhiều đâu. Tí tí tí. À chứ bao nhiêu vẫn mất. Không phải mất là mất này. Không phải là mất rồi. Ây thế rồi 6 phút. Người mẹ này chứ. Nghe nó gì hiện nay thằng lớn nhất này như này. Nhìn nó dạy mày cách vô tơ mày. Đi mẹ ăn nha mày. Nhìn nha. Đâu có chó nó chết chết. Quay cái cháu ơi. Sọ lên kìa. Kè mất luôn, mẹ không nó chạy lên tí rồi qua đầu rồi đấy. Đứt đầu, để kiến. Ồ, nó xách tay rồi. Đưa ơi, mẹ à, bắt mình ngưng. Cứu nỗi này, cứu nỗi này. Để cho túng này đây, sẽ chém đi. Được. Để túng này, chém là 2 mảnh, là 3 mảnh. 4 mảnh. Ok, tiền. Đó, cầm túng lên này cơ mà. Ừ, rồi, chéo mắt ra rồi, chờ mắt. Đấy các bạn nhé, hôm nay sẽ đi tôm mỏ con gì. Tên là bắn lên cả mèo tí mẹ quá. Mẹ những đôi phá rùa thôi, nó bằng từ đầu. Nhiều vấn đề chứ. Đéo phải bất tâm, dí thắng là được. Đéo thắng là được. Nhìn một thấy rồi. Thắng là được. Thế từ lúc ra game bây giờ thấy hai em vai nó bất tâm rồi đó chứ. Nó ngu đi. Nó ngu kỹ năng. Thế tự nhiên lại nghĩ ra cái trò bất tâm ở đâu ra. Có phải là nó. Đây là trò chơi không phải dành cho mình. Không phải kiểu bọn nó tự nghĩ ra. Không, đấy là game bọn nó tự nghĩ ra. Thằng nào thích làm theo thì làm ấy. Vừa ai xem bọn solo cứ phải bắt buộc phải bất tâm thôi. Ôi, tâm quan tâm giết tao, tao sẽ ghim. Có gì đâu. Thằng ngu nó có kỹ năng đâu, đi mạnh à mày. Ấy, đi cái gì ấy. Giờ nó giàu vô tâm, đi nó giàu tầng cái này trò đi mẹ vì ghim. Thế bây giờ nó vẫn giàu. Nó vẫn là giàu. Ờ, đấy là tiền tiêu tụi nó là nhiều thôi.